So let me share a secret. You're the reason for this feeling. And any time you need me, baby, you know how to reach me. Trên đường đi thì nhà mình có ghé vào một cái tiệm bán hải sản tươi sống để mua về phòng ăn đó các bạn. Rồi sẽ đi tắm biển. Các bạn hãy cùng đi xem chỗ này bán hải sản như thế nào nha. Có rau fish tươi luôn các bạn ơi, đây là món khoái khẩu của mình luôn á. Wow, ở đây còn có rượu nữa nè, mua rượu về uống rồi ăn hải sản luôn. Ở trong đây là mấy cái đồ đông lạnh đó các bạn. Coi như cái tiệm này là nó bán cho mình được nguyên một bữa tiệc luôn á. Mình vừa có hải sản, vừa có rau củ để nấu chung. Wow, bên đây mình còn thấy có những cái gia vị để mình chế biến luôn nè các bạn. Wow, đủ bộ luôn nha. Sau khi mua đồ xong thì nhà mình đi nhận phòng ở khách sạn Edison luôn nha. Mọi người đang hào hứng thì một sự cố không mong muốn đã xảy ra. 2 hours later. Trời ơi. Khách sạn đây đẹp quá nhưng mà quá tải, không có chỗ vô. Giờ là 6 giờ. Trễ 2 tiếng rồi. Đi bơi không? Tức kinh 4 giờ mà giờ 6 giờ chưa có phòng. Ôi trời ơi. Móc cốt đi rồi. Móc chi? Lên thay đồ đi ăn. Nó nặng đó, nó chậm hết trơn rồi. Bây giờ con mới quẹo về nè. Hên quá, mình ăn dưới đây. Lỡ mà. Lỡ mà. Lỡ đi tới đâu không tới đó. Bụng đâu á, chuẩn bị chưa? Đây là tiệm buffet hải sản mà nhà mình
yêu thích nhất ở vùng biển này luôn đó các bạn. Nhà mình đã đi ăn thử ở nhiều chỗ rồi nhưng mà không có chỗ nào ngon bằng ở đây đâu các bạn. Các bạn nào có dịp đến Metro Beach thì hãy ghé ăn thử nha. Highly recommend luôn á. Ở đây thì có rất là nhiều món ăn, đặc biệt là chân cua, là all you can eat luôn nha các bạn. Nhà mình rất là thích ăn chân cua và hàu ở đây, cho nên nhiều khi là không có ăn nổi những cái món khác luôn, tại vì no bụng quá rồi. Bây giờ là nhà mình đang được các bạn hướng dẫn đi tới bàn và chỉ những cái chỗ đồ ăn để mình lấy á các bạn. Hôm nay ngày lễ cho nên khá là đông luôn. Chưa có mở cửa hết, cái thành ra phải vậy thôi. I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. Cùng thì mình cũng đã về được phòng rồi. Bây giờ mình sẽ review sơ sơ về cái phòng nhà mình hôm nay nha. Đây là cái phòng mình thuê với giá là 270 đô cho một ngày. Và có tới 2 phòng ngủ nha các bạn. Một phòng ngủ này là phòng ngủ 2 giường đơn. Đó, có toilet ở trong phòng luôn. Ở đây thì có một cái tivi. Tiếp theo mình sẽ đi tới không gian bếp của căn phòng này. Ở đây thì mình có bếp với đầy đủ dụng cụ, các bạn có thể nấu nướng thức ăn ở đây luôn. Mở tủ lạnh ra coi có cái gì không nè. Tê-t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 ê
sẽ có nước ngọt để cho mình uống ha. Đây, ở đây có những cái ly để mình có thể uống rượu. Đây, bếp có cả máy rửa chén nha các bạn, đầy đủ dụng cụ để nấu luôn, nồi niêu xoong chảo nữa. Qua đây thì mình sẽ có một cái bàn ăn lớn cho cả nhà. Và đây là khu sinh hoạt chung cho mọi người nè. Phòng mình thì view biển nha, nhưng mà bây giờ tối thui thù lùi, không có nhìn thấy cái gì hết trơn á.
qua đây mình sẽ đi vào cái phòng ngủ master nha. Ở đây thì có một cái giường lớn. Đơn giản vậy thôi. Vô toilet coi nè. Toilet ở đây thì cũng khá là nhỏ. Chỉ có cái phòng tắm đứng chứ không có bồn tắm. Vậy là xong. Đó, cái phòng khách sạn của mình đơn giản như vậy thôi các bạn. Bấm miêu chồng quá hả? Đấy, đang đổi cho bà ngoại nè. Dạ, trời đi nguyên ngày luôn mẹ. Tại đúng ra là 4 giờ là vô phòng mà nó đông quá đó, nó không có phòng cho mình vô luôn. Xong rồi mới phải đi ăn là giờ mới vô phòng. À, 8 giờ luôn rồi. 8 giờ mấy, 9 giờ luôn rồi. Cửa này hồ bơi. Chi giấc cá với mẹ nữa. Giờ là còn 11 giờ cái chị chưa ngủ nữa nè. Chi quậy nha. Trời, phải đi vòng vậy hả? Con cái cửa kia đưa đi chậu sành xuống được không? Ủa nãy mình xuống cửa nào? Chi giấc cá. Đó, nãy anh thấy mấy người đi đó. Kệ nó đứng kìa. Nè, người đây đó, kia kìa. Ồ, mà tới tôi không thấy. Nãy nhiều lắm, giờ chắc tối rồi, tao về rồi đó. Thanh niên một xoài ăn bánh trái. Thank you.
thanh luộc xong mất cái trứng luôn cả. Đó. Hello, trời buổi sáng hôm nay sẽ đi tắm biển xong đi bơi và chiều đi về ha. Dạ, em bé sẽ đi bơi nha. Đi thôi. Vì sáng sớm nên thời tiết còn khá là lạnh nên cả nhà mình quyết định sẽ bơi hồ bơi trong nhà trước để cho bé VT chơi một chút, rồi nắng lên ấm một xíu thì mình sẽ đi ra biển nha. Đợt đi biển lần này thì MVT đã lớn rồi, biết đòi biển rồi đó cô chú ơi. Khuya dậy khóc đòi đi bơi nữa chứ. Rồi bây giờ nhà mình chuẩn bị sửa soạn đồ đạc đi ra biển tắm rồi các bạn ơi. Nhà mình ra biển thì cũng còn khá là sớm cho nên là biển còn vắng người. Lúc này mình thấy nắng đẹp quá trời luôn mọi người, nhưng mà không có biết nói gì hết trơn. Mấy cái bóp chèn gom vô, mấy cái bóp tôi chèn gom vô. Để trong hang. Ồ, ở kia mới có chim ha. Tỉnh mấy con. Ở kia có chim nè, đúng là chỗ mình ở có chim á. À, kìa tôi la nói cái máy bơ. Đấy con nó có chim ở đó. Chim không có lại đúng đây. Đúng rồi. Chim á, chim á. Dạ, ấy chim đi ở đó kìa. Chú La đang chơi với Mickey nè. Nay hơi lạnh cho nên không có tắm biển. Rồi. Đi chạy bộ lạnh đi, nhưng mà đến chút xíu quen đúng rồi đi lạnh. À, thôi con chơi không hỏi gì nó mà gai rồi. Nó mà gai rồi đẹp trời ơi, chân bị ngứa. Ủa rồi có bắt được cầu gai ăn được luôn á. Nó đang bơi hả? Nó đang bơi. Ôi còn sống luôn á. Ghê không? Sống luôn á. Anh kiến ra rồi. Thấy nó
chết trên bờ biển chứ đâu có thấy nó bơi đâu. Đến chính lại là thấy nó chết. Chết chứ không có bắt được. Chưa kịp xuống nước. Ba đi khỏe con. Khỏe liền. Con thấy nó lăn trần đậu phía trên đây nè. Ghê chưa? Đó, lên lấy đồ nghề xuống. Chưa, lên lấy đồ nghề xuống. Không, không con lấy cái đó trước, thằng kia rồi lại. Ê. Trên đường về thì nhà mình có ghé vô một cái mall ở ngoài trời để shopping. Nhưng mà mọi người có vẻ là mệt rồi cho nên là chắc đi lòng vòng một chút xíu thôi à. Bây giờ đi cái mall ngoài trời cũng mệt lắm, không đi nổi. Vậy là chuyến đi biển của nhà mình kết thúc ở đây nhé các bạn. Mong các bạn sẽ thích video này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye.